Chào cả nhà thân yêu nha. Chào chị Ngân. Hello cả nhà. Hôm nay chị Ngân nấu món gì đãi anh em đây? Hôm nay mình nấu lẩu cua. Anh em chiều qua bắt được mớ cua với mớ dẹp mớ hến chút xíu này, chị Ngân sẽ nấu cái lẩu đãi cho anh em. Nhóm này cũng chiều anh Tính với Úc Thanh với anh Tú thì đang đi chặt cây bắp rồi. Trong thời gian chờ đợi ở nhà, chị Ngân sẽ đâm cua. Và em chị Ngân đâm cua với luộc mớ hải sản nước ngọt nè. Bắt được qua con nào nó tự chà bá không cả nhà ơi. Hến, dẹm, ốc, cua. Bữa nay anh em ăn hải sản nước ngọt kìa cả nhà. Con nào lấy mập uống uống luôn cả nhà ơi. Chị Ngân thì tiến hành đâm cua. Còn em thì nôi canh cái nồi nước này chút xíu nó sâu lên, cái em để cái này vô luộc mình rớt ra mình lấy chút xíu mình nhúng lẩu ăn nha. Gạo chút xíu mình bắt sau. Cái này tiến hành mình nấu đâm cua trước cho nó lâu nó chậm. Mấy cua đồng bắt mập quá trời mập, ngon quá ngon cả nhà. Anh em chiều qua lần hợp cái buổi trời bắt được á. Cái này cũng bây giờ đồng mình cũng có cua lai gai rồi cũng đỡ rồi. Cái cối truyền thống cối đá này có lâu năm rồi đó. Cối đá đâm nhưng mà cái cài nó mòn. Đó như đâm cua rồi chứ lắm rồi. Bây giờ tiên tiến người ta có cái mấy cái máy người ta xay nó nhanh đó. Còn mình bây giờ không có máy nên mình đâm khó đâu. Nước sôi rồi em để ba cái con hải sản này vô cả nhà ơi. Cái con gì mà bự để mượn cái hộp nào lấy u nù hải sản nước ngọt. Trời ơi lửa ngáp vô mặt nữa. Quá trời cái lẩu mà hải sản nước ngọt này dữ dằn luôn cả nhà ơi. Bắt cái hồ nó đóng. Trời Phật ơi ốc quắn nào đấy nè. Dạ kì ơi. Quá wow, cái nồi này dữ lắm rồi cả nhà ơi. Hết sức cái gỗ này. Gỗ này nãy mấy ký rồi ta? Cho 4-5 ký á. Cái này nèm vô mảnh nè. Vô. À. Quá êm à. Chuyển ra mình để miếng muối cho nó dai cả nhà ơi. Này mình chia ra mình đâm hai mẻ hai đi nha. Cái cối này nhỏ quá nên mình chia ra mình đâm cái nhà ơi. Nồi hải sản này biết từ giờ sao rồi, để chậm chút xíu đi. Dư lắm cái nồi hải sản nè. Cái này mình vớt ra mình đâm mẻ nữa. Quá nhiễm quá rồi. Cái này hồi nữa mà là nấu cái lẩu là hết sảy con bà tám luôn. Này tới bà tám hết bà bảy vậy hả? Ừ, sảy con bà tám luôn. Cái này một chút xíu mình bỏ nước vô cái mình ấy mình lượt cái thịt cái xác mình bỏ nha cả nhà. Mình lấy cái xác rồi mình bỏ cái ca nước đi. Quyết định vậy đi. Anh Tiền mới qua cả nhà ơi. Chào anh ba. Chào. Có con gái anh ba qua nữa, nó bị rửa dao sao rồi. Còn anh ba thì đang mình xạo này lên coi nó chín chưa ba, cái hải sản nước ngọt này dữ lắm nghe chuyện của anh ba. Cảm thấy đã tay luôn. Nhân còn mẻ nữa xong rồi. Cái này sôi bựng lên cái đầu anh em nhắc xuống mình lấy thịt ra nghe anh ba. Ngon lắm cả nhà ơi. Ôi cái nồi hải sản chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ anh em sẽ lấy ra và mình lấy cái thịt ra. Chào bé Thị Dương. Hello cả nhà.
Thì Dương thì đang gọt mướp tiếp. Em ngựa tay chân của mấy anh đi cắt cỏ rồi tới trường mới nữa. Bắp chứ. Ủa Tú về rồi hả? Hello Tú, Tú chuẩn bị tắm ở nhà đâu mất tiêu à. Bữa bữa đang cua quần đấy vậy? Cua quần đấy nước ngọt. Cua quần đấy với ốc gì vô vậy? Bữa nay tôi đãi một cái lẩu hải sản nước ngọt không ơi. Thôi Phật ơi, con nào con nấy nấu nấu cái nhà ơi. Đúng là hải sản nước ngọt, ngoài con gì nó cũng bự hết trơn. Trời ơi, con hến nè. Hết trời con hến nó bự cả nhà. Út Thanh cũng mới tới rồi cả nhà ơi. Chào Út Thanh. Thanh mới cắt cái bắp vô. Còn anh Tính nữa. Mình ăn hải sản mà nước ngọt nha. Nước ngọt hả? Ăn cua hoàng đế cũng của nước ngọt luôn. Vậy cho ngon lắm đó. Qua Úc Thanh bạn thì chuyện không đi được, Úc Thanh đi được, Úc Thanh gặp thứ này Úc Thanh ha bắt cái gì gửi tới chuyện cái gì luôn quá. Xong chưa con gái? Xong rồi. Bây giờ mình bắt miếng nước để đây hay sao chị nha? Bắt nước để đó hay sao? Nước nóng không? Không. Chờ một chút nha. Đây mới rau của mình đây. Rau đồng đó mới hái nãy ta đó. Bắp này chắc chút để vô trước quá. Bắp này sao ha? Con gái giờ lấy hai cái dĩa bột tươi mình đâm hai dĩa dao luôn á. Hai dĩa dao này nè. Ha. Chút mình thấy lẩu. Tập đi tiếng Anh. Cái công đoạn mà cực khổ nhất là công đoạn đâm cua nha cả nhà. Cái này làm xong cái chia 73 quá, chia ngang 7 anh em 3 quá. Đây ai điểm thằng cua nghe coi chừng mắt nghe. Quên. Tự giờ. Nó mập. Em mập chân từ. Đúng rồi. Đúng rồi. Con nào nu hay nhà. Con nào nó mập nó mập. Chù do luôn. Nó sức nào nó mặn nào hết nè gì nhìn nó thấy thèm nó ghê gái đang sắp rau ra chuẩn bị anh em người tay chân mình làm cho giống giống bữa mình đi ăn quán ha. Để mướp vào xung quanh rồi vậy đó hả. Để đi ăn quán một bữa cũng được học được chút ta mà món dẫn đi nhiều nhiều chút đi học nhiều nhiều chút. Nè chị nha. Dẫn vô mấy quán bò, quán trâu về nhà rồi lấy gì làm. Ta chết luôn. Bộ có tiền dẫn đi quán bò, quán trâu nữa hả? Lĩnh lương có 2 triệu bạc mà rồi dẫn đi quán bò, quán trâu. 2 triệu hả? Thế chị qua giờ tay tiếp cả nhà ơi. Trời ơi, trời con dẹm, con dẹm ngoài sông cái này cả nhà nó ú nè. Hết, biết ú luôn. Ú nu luôn á. Dữ lắm nú cả nhà ơi, mà bự nè. Nè. Trời. Trời ơi, trời ơi. Mày ơi. Đấy, dẹp là nhớ mà. Nến nè, bự nè. Bữa nay mà làm cái lẩu hải sản hả? Hải sản nước ngọt. Nến con nào đó nè, làm mấy con coi. Trời ơi, ba không làm hồi với hết trơn quá. Tôi điếm rồi đó, cho mấy không biết. Nãy rửa là điếm rồi đó. Cho anh để chín con đó. Xong rồi, chị Ngân cũng cuối cùng cũng đã đâm xong cái thịt cua này rồi. Bữa nay cua ốc sò, ngao ốc hến thì có đầy đủ cho người ta. Ngao sò ốc hến hả? Ngao sò ốc hến đầy đủ luôn. Ngao sò ốc hến. Nhìn vô ốc thấy thèm cả nhà ơi. Sao cưỡng lại được đây? Thưa kỳ vậy? Mấy con đến nó không hả hỏng. Hồn ốc hết, hồn mập mà. Biết ốc quá. Ủa cái nước ở đâu trời?
gì? Nước này nè. Cái nước dưỡng ba đổ rồi. Anh em bắt đầu chiên ngon, bắt đầu luộc cưa cả nhà ơi. Anh tính chưa gọi nữa hả? Chưa qua nữa hả? Chưa. Tính chút xíu mới xong. Ừ. Con hến chết già. Nó chết nó không già. Quá trời nó ngon luôn nè cả nhà. Thịt cua ngon. Mấy anh nhớ làm xong chưa nha, đập nồi đập chát nhưng tùm lum dưới chân kìa. Không, hai nó bự. Trời ơi. Ăn hải sản này mất bể cái nồi chứ. Ơi. Thấy rồi nha, thấy rồi. Thấy chị Hoa ăn dụng rồi nha. Hải sản đồng bà. Dụng nó. Con nào nó u nù luôn á. Mấy con dẹp nè, con nào nó u nù luôn, mập lù quá ta. Dẹp nó. Thiếu nước rồi chị. Con nào nó mập. Nước rồi, thiếu nước rồi. Mình lấy thêm nước. Mình đâu lấy giùm em miếng nước coi chồng. Ok. Mình có cái tài lý gì bự. Bớm tài lý. Do đó có tài lứ khoảng gì bề ngang bằng cái hầm nó luôn kéo một cái á nha. Tài hầm hết tài lứ trăm thôi. Do đó chắc khoảng 60 mét bề ngang. Trên. Đập dưới Úc Thanh. Đúng cái nồi kìa. Trời, chị Ngân hồi sáng có đi mua thêm có ít giùm heo cả nhà ơi. Mình tăng cường vô thêm cái nồi lẩu hải sản, nước ngọt. Sao đập cái hộp vịt nó không chịu bể nữa. Giờ mình sẽ đập thêm một ít hột vịt mình đánh ra mình bỏ vô cái nồi cua này nè cho nó nữa nó cứng này nó ngon. Mấy hộp đây? Ba bốn hộp cũng được, ba hộp đi. Heo ngon quá trời các nhà. Rồi ai ăn ăn đi. Ăn dưới xong chưa? Rồi. Wow. Cái nhà ơi. Quá im rồi. Quá ngon. Thay đánh hộp vịt trong tay thì miếng nhiều không? Nhìn là biết ai hộp vịt chuyên nghiệp rồi nè. Còn có dùng heo nữa hả? Có. Ở đây sao giống cái lẩu mà tiệm vậy là? Để mình đi ăn rồi mình bắt trước. Quá wow, ha, đúng bài ha. Giá thì chị muốn cái giá. Bắt giá này luôn. Đây đi quậy. Làm gì? Đó là rửa sơ đi anh. Rửa hả? Đây cái nồi đã mình bắt lên xong rồi bắt đầu sôi mình nêm nếm rồi bắt đầu là mình có thể là dùng được rồi nghe cả nhà. Bỏ mẫu này luôn có khách. Giấc này trong cái nồi nó sâu lên rồi, cua nó nổi trên mặt rồi cả nhà ơi. Cua thấy có cua ngon thấy bọt không ạ? Có chứ trời. Đó. 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 Chưa đâu anh ơi. Chưa để cho động động nhớ. Nó hay chưa? Cắt ra đó đâu? Cạo mới được. Nay được, nó cho nó thôi bận lên là nó dính dữ lắm. Không lẽ có hồng dịch ở dưới. Nó dính như là đây được đưa dễ ta. Cái này mình để vô cái lưới lượt nãy là mình ép xuống cho nó cứng. Đó, để không? Có vỗ giá là giá có như vỗ mà. Còn cái cây. Trong đó từ giờ là sực công luôn đó. Tại cái nồng nhỏ nhỏ. Cái nồng nhỏ ha. Nồng nhỏ. Cha để cái nồi không nó chuyện mau lắm người ta. Thì có chuyện soi rồi, tại nó đóng. Lâu quá rồi, Tú ơi, để nồi không như này đi Tú ơi. Nó bụng hết rồi. Nó bụng tới giờ rồi. Ủa, mình có giá thịt cua giá thôi cả nhà ơi. Dữ dằn. Quá dữ rồi. Bỏ cái nồng rồi. Bỏ cái nồng rồi. Cái nồng nó nhỏ quá, cái nồi cái đầu nó không có sôi bật lên được. Giá thịt cua là nghề cố thanh mà. Hay vậy ta, hồi vẽ thịt cứ ngắt đó. Ngắt hay là vớt của bốn giá còn con giá vào.
thịt đó nữa. Nhìn ngon hấp dẫn quá cả nhà ơi. Chút xíu mời cả nhà ăn cái lẩu hải sản nước ngọt với mấy anh em nha. Hải sản đồng bằng. Đây, mang để chậu hành các anh nước nè. Chậu hành sao hả? Hồi nước chưa? Ép nước. Ừ, ép ra. Anh em bắt đầu thả thịt vô. Sáng mua hồi sáng nữa nè. Tính ăn cơm mà không ăn. Cực kỳ cả nhà ơi. Wow, quá khéo. Để vô xuống cái là kêu hành mà vô. Để tôi. Rồi, ốc xanh vô trong đây. Phần đó phần ốc xanh. Để dành miếng ớt xương xương cho nó ha. Ok. Tính nó mất tiêu luôn ta. Tính đi công chuyện nha, anh máy điện không đi công chuyện. Chị không qua luôn hả? Sao nhảy vậy bển cũng như nó không thấy luôn đó đi anh với vợ đi công chuyện vậy. Rồi chín đó. Chín hả? Ừ. Rồi nhắc nó ăn cái nhà ơi. Tăng cường thêm bắp non đi cho nó ngọt. Cái nồi này mình khỏi nêm đường luôn á. Khỏi nêm đường luôn. Và cái này mình lấy hải sản ra vậy á. Sao mất bỏ lớn hơn cho ngọt hơn. Khéo bắp thanh ơi. Trời ơi cái này nhìn hấp dẫn dữ lắm rồi cả nhà ơi, thịt cua. Wow, dẻ lại nè. Bỏ vô đây mới mất cho ngọt đây. Đây qua đây anh Tú tăng cường vô. Mớp vô nữa. Này khỏi niêm đường luôn anh Tú ơi. Khỏi niêm luôn. Thịt cua hả? Không, cái lẩu ở ngoài quán nữa. Ngon quá. Nhìn thôi nó hấp dẫn rồi cả nhà ơi. Ok. Có vịt nữa hả vậy? Chút xíu nữa thôi cả nhà ơi. Wow. Có cần cua luôn hả? Có chứ, mình chưa mới cần cua mà. Wow, khéo dữ ta. À, thấy chưa? Vàng. Đổi là không ăn nha. Đừng, đừng ăn nha, ăn nó hết đẹp à. Đang nóng lắm á, nóng ruột á. Nóng ruột không hả? Đây, ây da. Quá dư. Rồi để bếp ga vô luôn anh em ơi. Để bếp ga ngay giữa đi, hai dĩa này hai bên đi. Này anh Tú đi một miếng muối nữa là bắt đầu anh em mình ăn được rồi cả nhà ơi. Trời ơi nó sôi dữ lắm. Chiều mời cả nhà dùng với anh em cái lẩu hải sản nước ngọt nha. Nhìn ngon hấp dẫn quá. Lấy hồi nó nấy đi. Chào quá. Chào không? Chào quá. Để gì chào. Quá wow, trời đã anh em niềm nữa kìa. Trời gì đó. Nhìn ngon quá rồi chừng đỡ ngã ngang à. Sao? Sao rồi, sao rồi? Trời ơi, ngã rồi, ngã chút xíu, chút chen thôi. Thôi, nếu mới ngã ngang. Quá ngon cả nhà. Thôi, cửa vô, nào tưởng tượng nổi luôn. Bắt đầu anh em mình múc ra và tiến hành ăn thôi cả nhà ơi. Múc ra đi, thấy rồi. Thôi, chào đó Dũng ơi. Mì ăn lên nhà lấy mì xuống đi, thì vô. Nè, có mì sẵn rồi, có mì ạ. Hay quá chị ạ. Đừng hớt bọt quá nha. Mình còn cua thôi. Mày á. Cua đừng hấp hấp. Cua. Ngon hấp dẫn quá cả nhà ơi. Trời ơi nồi lẩu. Đây, heo dĩa này quan trọng. Úc Thanh xớt để vô miếng cua đi Úc Thanh ơi. Em ba đây xớt vô miếng ấy luôn đi mà. Hải sản của mình đi. Hải sản tươi sống luôn cả nhà ơi. Quá ngon rồi cả nhà ơi. Ăn cái này làm mát cho lắm. Mấy cái con này nó bự luôn tràn cái này. Anh nhậu không kìa là bây giờ đi kìa. Vào. Nghỉ nhậu rồi. Anh bỏ rồi. Ôi con này bự. Rồi ngồi xuống Tú ơi. Vô. Mời cả nhà thân yêu dùng với anh em cái lẩu hải sản nước ngọt à. Xích đắng này. Em ngồi xích vô cho anh chẳng ngồi. Em ngồi xích vô. Xích vô thì vô xích lên nè. Ừ. Đấy rồi. Dạ.
ăn lẩu một bữa ai. Cho ông cái miếng hải sản, miếng cua đồ coi. Cái giá của mình đâu? Đây, giò. Này phải là phải này phải sáng sớm mới cái nào có bún ăn ngon ha. Có mì ngốc đi. Em mời cả nhà. Mời cả nhà ăn lẩu. Mời anh Giang ăn lẩu, anh Giang ơi. Không ai nhậu chứ người, bên đây không ai nhậu chứ. Mời cả nhà miếng cua. Chắc lấy vụ hai mình làm mấy người ly cái cả. Thôi, em chạy luôn à. Em bỏ rượu Việt Nam, bỏ rượu Đức, bỏ rượu hết trơn rồi. Không biết không? Không luôn đó. Miếng cua ơi. Bệnh quá ngày nay. Cho nó giận gân gặn khóc chứ vậy như sao chịu nổi tức mình dữ lắm á. Anh làm mình ăn luôn đi. Ngon rồi. Hình như bảy ăn đi, nhậu đi cho lộn. Nước mì đâu uống hả? Trời ơi, nó ngon cả nhà ơi. Ê, hai bà gói vô đó, gì đó. Quá ngon. Ngọt quá ngọt rồi. Mời, mời ngon quá trời mà không ai nhậu vô cả nhà ơi. Mời ngon mà thiếu bạn Hiền rồi hả? Thiếu bạn Hiền rồi. Cái này Úc Thanh nó nghỉ nhậu luôn rồi cả nhà ơi. Nó không có nhậu nữa. Ngủ nhiều mệt quá. Bỏ vô chỗ mèo. Làm bây giờ ly nước mắt quê hương coi. Dương ba. Con trai không về. Con trai về. Con này quen quá. Vô mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà luôn nha. Mời anh Bùi luôn nha. Anh mời luôn. Chị Đào ơi, cua bữa nay làm lẩu là nó ngon đúng đời luôn chị Đào ơi. Rồi không gót ly cho bác bảy kìa. Tú lấy thì cái ly lên Tú rồi. Ngọt. Quá ngon, quá hấp dẫn cả nhà ơi. Mày chị đào miếng cua nha, chị Mừ ơi, ăn cua chị Mừ ơi. Chị Giang. Ngọt quá ngọt. Không, nãy anh Tú không thêm đường luôn á. Nãy đi có thêm miếng muối kìa. Cua với nước mắm. Mướp này ngọt. Rồi thêm bắp non nữa. Vô ly anh yêu ơi. Không ai nhậu chân á. Mà anh yêu là biết ai đó. Mà cái nhà ăn lẩu cái nhà ơi. Biết nào chết. Ba đã rồi. Tiếp nữa ly đi. Bỏ luôn. Uống nữa ly đó. Em xin mời cả nhà miếng cua nha. Mời anh Tính miếng nha. Vô anh Tính ơi. Ôi trời, nó ngon ngọt. Dữ lắm, nó ngon anh Tính ơi. Má đã. Mời nhà ngon hết nha em nha. Thấy nước ngọt hết nha. Mày mày ra ăn để nó nở đó nha. Ăn chết. Chứ ăn cái gì đó, tự nhiên đi con. Thì mày cô chú anh chị em trên kênh Tú Bất Chước có chụp luôn nha. Không mình uống mình uống mình lên. Dao lát nhiều nào ngon mấy. Ăn thiệt mới. Ăn như bỏ nhiều. Món này khó có xương. Có nghe, có xương heo nghe. Chứ mấy cái ấy này chị. Con này nó có đúng dơm rồi ha. Con này cũng ngọt hết chảy luôn. Hết biết ngon cả nhà. Đúng rồi, có nấm dơm nó ngon nữa đó. Nhưng mà có cái nấm dơm để vô nó sẽ mất đi cái mùi chua. Nó còn cái mùi nguyên thủy. Chút mùi hôi chứ hả? Mời cái nhà không dèm cả nhà. Ngon quá. Dèm đúng rồi luôn. Con trai cũng ngon. Béo. Ủa sao đặt thứ không? Dùng nước thêm, anh nước bệnh đó thêm. Bên nào còn cả. Nước vô cái gì mà anh bỏ nước vô.
không có nước rồi. Bỏ nước vậy đi. Quá khéo, nấu ngọt quá dữ. Cũng lại ngọt. Cái nồi để nhiều nước luôn đó. Cái này mình đi ăn quán tính là chẳng tiền nhiêu tiền. Không tính nổi rồi chị ạ. Thì mốt cái gì. Ăn rau đầy đủ rồi chị ạ. Tí gửi. Ăn rau bán thì nó dễ không. Cắm nồi cái dĩa đó không mà cỡ 500 triệu rồi. Trời ơi, quá trời. Nói rồi trả giá gì vậy? Nói không trả giá luôn á chứ trả giá gì nữa. Trời dám trả giá. 500 triệu không mà trả 100 bán không? 500 triệu. Nói cái dĩa đó 500 triệu trả nhiều dính chừng ở nhà. Thế nào có người trả 4 dữ à? Chị em ngon quá trời ngon cả nhà ơi, cũng ngu luôn. Dẹm dài ngon kìa ngon béo. Mời chị đàm con dẹm nha. Chị Mư. Mời anh Mư ra đúng đề anh Mư ơi. Ngọt. Không ăn cái gì ốc mà hơi mập luôn ốc bùng ốc cái này nữa nè mập mớp nữa dâu chai nữa tơi nữa lá gáo nó bằng lăng nữa lá sồi lá mít nó bự luôn căng ngầu quá thằng mấy cái lá căng à không có hai ba chén một con mình sửa con thành hai ba chén rồi hả là năm chén rồi đó hai chén rồi chàng ơi nhau đi đi dạ bỏ luôn rồi này không ba không ơi không sai luôn hồi bán không dám nhậu rồi hồi bé không dám nhậu lên là 4 ly nè vậy là 4 ly hả vô cả nhà ơi 6 ly đó anh sợ nó gán đi quá cái ngồi tôi dám mình những người thấy không ngóc nữa không mới để vô rồi có rồi mà mình để vô thì nó ngon ôi tôi mời bà xã nghe cái nào đây là gấp người cho bà xã rồi mời mấy anh nha mời mấy anh ăn con dẻm ăn chứ mời mấy chị nha giờ 9 giờ đó mấy giờ thôi bớt đuối rồi đâu giờ nữa mát hôm nay mình tưởng mình có con gì kêu ngổ ta chim á nuôi á đúng cái gì ốc cao ốc cao ốc cao cái nhà nghe tiếng ốc cao kêu không cả nhà thế mấy anh em bắt được mấy con nhỏ dành về nuôi quá ngon cao thủ đông bằng ơi cao thủ đứng làm cái này hoài là hôm nay cũng chuyện gì vô cái nhà ơi đổ mì giúp chút vậy ba cái mì bể bể mình đổ một chén mình múc nước chút vậy là ngồi nở rồi được cái nồi cơm nó hãy xuống làm cái cơm đúng không ạ đây ở quán không có cơm nó có cơm đặc biệt đó đây.
có giá đó chưa? Chưa. Bán ngon cả nhà ơi. Thôi lá mà thôi chờ. Ăn cơm lắm nha, anh ba. Cơm luôn đi cho ba. Cơm không đi, chú bác. Cơm luôn đi. Rồi ăn mì. Đây ăn gì được ăn nha. Đó là gắn. Ngon quá. Ngon quá, ngon. Trời ơi, làm đi vụ làm ngon quá. Vụ của bé. Chưa, chưa đâu hả? Mua đồng bây giờ ở đây không phải dễ gì bắt cả nhà ơi. Đi xa lắm quá, không có. Cũng có mà ít. Bắt giỏi lắm, mình sẽ làm nhiều trứng mắm là chừng 2 kg, nó lớp 2-3 kg là đủ lắm. Có hàng trong này cùi dữ lắm à. Cái nãy mình từng được từng ký gửi cái gì đâu, đam mê nhiều thứ vậy ha. Thì chảo ngon. Làm đi nữa cả nhà. Mới đi rồi. Đi nè là ngon quá cả nhà. Đi này nó đi thứ tư thứ năm vậy. Chúng ta làm đi nữa không? Ừ. Mà không đủ đô rồi. Đi thật, liền nó nghỉ cả nhà. Không thiệt cho. Thiệt. Dẹp rồi. Dẹp trai. Em mời mấy anh luôn nha. Vô đây cả ơi. Bớt lửa anh chút lên mặt. Bữa nay mình toàn bộ là đồ đồng, có thịt heo mình mua ngoài chợ. Mai mốt nữa là mình bắt thịt heo luôn. Được luôn nữa hả? Ừ. Có rồi. Thôi giờ này cũng chiều rồi cả nhà ơi. Anh em ăn chút xíu nữa cũng nghỉ ngơi gì mà làm công việc tiếp với cả nhà ơi. Thôi em cũng chúc cả nhà dồi dào sức khỏe nha. Tràn đầy hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.